Chiều nay, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng công bố quyết định về công tác cán bộ tại quận ủy Hải Châu. Dự buổi công bố có Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng. Theo các quyết định, ông Lương Nguyễn Minh Triết, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng, Bí thư quận ủy Hải Châu, thôi giữ chức Bí thư quận ủy Hải Châu, nhiệm kỳ 2020-2025. Phân công điều động ông Vũ Quang Hùng, Thành ủy viên, Bí thư quận ủy Liên Chiểu, đến nhận nhiệm vụ tại quận ủy Hải Châu, chỉ định vào Ban Thường vụ quận ủy, giữ chức Bí thư quận ủy Hải Châu, nhiệm kỳ 2020-2025. Phát biểu tại lễ công bố, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng chúc mừng ông Lương Nguyễn Minh Triết và ông Vũ Quang Hùng được phân công nhiệm vụ mới và đề nghị các đồng chí tiếp tục phát huy sở trường công tác, kinh nghiệm thực tiễn, không ngừng trau dồi chuyên môn, năng lực, phẩm chất, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, đóng góp vào sự phát triển chung của thành phố.